ưu đãi cà phê mèo cho học sinh và sinh viên chỉ với 78.000, quý khách có thể thoải mái dùng 20 món đồ ăn vặt và nước uống không giới hạn số lượng, không giới hạn thời gian. Áp dụng tại tất cả các chi nhánh cà phê mèo Cát Phê quận 1 và Yên Bình Tân, Kiên Tân Phú, quận 2. Lưu ý, vé vào cửa đã bao gồm đồ ăn và đồ uống. Thật tuyệt vời khi có thể vuốt ve những chú mèo xinh đẹp, vừa ăn uống thoải mái với giá chỉ bằng ly trà sữa. Đồ ăn gồm có bánh gấu, mít sấy, kẹo, các loại sờ nách, các loại trái cây sấy, táo đỏ, mứt dâu, mứt me, đậu Hà Lan sấy các vị, đậu phộng da cá các vị. Thực đơn có thể thay đổi theo ngày. Nước uống, trà sữa, trà đào, trà vải, hồng trà, cầu cơ, xá xị, cà phê. Tất cả các bé mèo của cà phê mèo Cát Phê đều được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng và y tế đầy đủ để đạt được tuổi thọ cao. Cát Phê tự hào vì đã nuôi dưỡng được đàn mèo suốt 7 năm qua. Nhiều bé đạt tuổi thọ trên 8 đến 11 tuổi và vẫn khỏe mạnh sống trong ngôi nhà chung Cát Phê.